Kính thưa luật sư Đỗ Phú Quang, xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay anh em chúng tôi sẽ được trở lại quý nhà trong chương trình bình luận tin tức của SBTN và xin chào anh Phú ạ. Vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Chào anh Tường Thắng. Dạ vâng, à, kính thưa quý giả thì à, ngày hôm qua là ngày 21 tây tháng 2 năm 2022 là cái ngày kỷ niệm đúng 50 năm ngày tổng thống Đảng Cộng hòa Richard Nixon. Tường Thăng phải nói là Đảng Cộng hòa là bởi vì có nhiều người cái nhập nhằng ổng là Đảng dân chủ, không phải ổng là đảng cộng hòa đã đến bắc kinh và đã, đã bắt tay với mao trạch đông 50 năm trước kính thưa quý khán giả đây là một số cái hình ảnh tư liệu mà của hãng reuters cho thấy là nếu chúng ta để ý đó, thì nó bắt đầu bằng một cái gọi là bóng bàn ngoại giao rồi từ cái bóng bàn ngoại giao này mà nó dẫn đến cái cuộc mà hai bên gặp gỡ thì kissinger là cái người đi trước mở đầu cái con đường đó thông qua cái một cái một cái quốc gia trung gian giúp đỡ là Pakistan. Pakistan lúc bây giờ nó nhớ rằng Hoa Kỳ với lại Trung Cộng là không có ban giao. Phải nhờ anh Pakistan đứng ra làm trung giao và hai bên liên lạc với nhau. Và Kissinger đã có những chuyến đi rất là bí mật để mà gặp gỡ với lại phía bên Trung Mao Trạch đó, Mao dạ. Trạch Thì bây giờ thì cái ngày đúng vào cái ngày 21 tây tháng 2 thì Tổng thống nước cho nước sinh đã đến Bắc Kinh Và đã đi Một tuần lễ tham viếng một tuần lễ với lại Mao Trạch Đông Thì Trong cái chuyến đi này Kính thưa quý khán giả Tại sao nó có cái chuyến đi này là bởi vì Năm 1949 Sau khi Mao Trạch Đông chiếm được nước Tàu Thì ông đến Moscow, Moscow Để mà diễn kiến Stalin Thông báo Stalin biết rằng Bây giờ nước Tàu là một nước lớn nhất trên thế giới về dân số đã nằm gọn dưới chủ nghĩa cộng sản nhưng Stalin coi thường vào Trạch Đông cho rằng đây là cái đám mà gọi là uh, cộng sản không phải là cộng sản chính gốc chính gốc bởi vì sao vậy nó rất coi mấy anh cộng sản da vàng á là là mấy anh nông dân tại vì theo cái thuyết của Marxist thì chỉ có công nhân mới là lực lượng lãnh đạo để mà cuộc cách mạng còn còn anh nông mình, dân anh này, là không được anh, nông, anh nông dân mà làm gì nước tàu đâu có phải là một nước kỹ nghệ đâu đâu phải nước tư bản đâu đâu có công nhân toàn là mấy nông dân không à nó khác nhau chỗ đó và anh mao trạch đông bị coi thường từ đó mao trạch đông mới giận và nó có sự rạn nứt bởi vì tranh nhau giữa mao trạch đông và stalin và liên xô trong ảnh hưởng của mình đó anh nào anh là nào, số nào một? là số 1 trên thế giới lãnh đạo của phong trào cộng sản và chính về cái sự rạn nứt đó richard nixon mới lợi dụng cái điểm đó để mà bắt tay với lại À, Mặt Trời Đông. Nhưng mà khi bắt tay đó, nó có lý do. Thứ nhất là muốn đã kéo Mặt Trời Đông về ra khỏi quỹ đạo của Liên Xô. Thứ hai là muốn giải quyết. Richard Nixon không muốn mình là một vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ mà thua trận ở Việt Nam. Cho nên và Nixon biết rằng là muốn giải quyết tình cuộc chiến ở Việt Nam là phải đi qua cái ngã Bắc Kinh. Và Nixon muốn rút quân trong danh dự chứ không có phải rút quân một cách gọi là tháo chạy đúng và cái cái rút quân của ông Nixon đó là ông làm sao cho Hoa Kỳ thắng yeah. thắng đây là thắng thế về vấn đề chiến lược đó chứ, à, chứ không có không không cái kiểu như đơn, như đồng minh tháo chạy kiểu ông ông tiến sĩ gì đó. Mà nó, Thật sự đối với người Hoa Kỳ đó là ông Nixon ông làm đúng cái thế là Hoa Kỳ diệt được anh Liên Xô yeah. để sau khi bắt tay với Trung Cộng mà nhường Việt Nam Cộng Hòa nếu mình là người Mỹ và cái thời điểm đó mình nhìn vô thì vấn đề chiến lược cũng làm đúng giống như làm gì sai chứ không đó. có sai không phải là đồng minh tháo chạy đâu mà đồng minh thật sự là họ bỏ anh Việt Nam Cộng Hòa để bắt tay với lại Trung Cộng và đó là cái tại vì, tại vì Nixon muốn ra khỏi cuộc chiến Việt Nam không phải chỉ bán miền Nam Việt Nam cho Mao Trạch Đông kính tưởng giả dạ, mà còn bán luôn Đài Loan nữa đúng trong cái cuộc họp với lại Mao Trạch Đông và thủ tướng của Chu Ân Lai lúc bấy giờ người ta nói rằng là một buổi họp liên quan đến Đài Loan chỉ có một vài và đồng thì hồ. Nó trở lại cái chuyện này nên từng thắng. Dạ. Là cái chuyện mình suy nghĩ đó anh từng thắng. Anh chúng ta thấy là mình đặt cái dấu hỏi ra liên xô nguy hiểm đến nỗi để Hoa Kỳ phải bỏ tất cả những đồng minh nó bắt tay với Trung Cộng để lật anh liên xô hay không? Hay là anh Trung Cộng lúc đó lại nguy hiểm hơn? Thì à. mình trở lại cái thời điểm đó chúng ta thấy đó là anh Trung Cộng không phải là anh nguy hiểm mà anh liên xô. Đúng. Cái, ở cái thời điểm đó, đó, Trung Cộng không nó là một cái quốc gia bị cô lập nó từ có năm 1949 họ có, dạ. họ có nguyên tử Từ năm 1949 mãi đến năm 1972 thì Nixon mới tới Vẫn là một nước nghèo Một nước và nghèo bị cô, cô lập, lập. Và dạ. giống như là anh Bắc Hàn thời đó, đó vẫn bị cô lập Vẫn bị cô Cho lập Cho nên đó, cái nhìn vô đó đối với Hoa Kỳ là cái lực lượng mà vấn đề mà chiến tranh và nguyên tử Hoặc là bất cứ về vấn đề tiềm năng quân sự đó Thì anh Trung Cộng không có đáng kể Bằng dạ. anh Liên Xô trong khi bao nhiêu vậy tăng Đúng là Sát, như vậy đúng lúc bấy giờ vì có nhu cầu chiến lược đó mà Nixon phải bán miền Nam Việt Nam, bán luôn Đài Loan cho Mao Trạch Đông để đổi lại cái việc mà bắt tay với Mao Trạch Đông để mà trong cái việc mà kéo Mao Trạch Đông ra khỏi cái quỹ đạo của Liên Xô. Cái 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 mà phía bên mà tổng thống Nixon đó và những người mà ủng hộ cái chính sách đó nhiều đời tổng thống cũng từng từng thắng. Dạ. Họ nghĩ rằng là ban giao bên Trung Cộng cho anh Trung Cộng những cái đặc ưu về vấn đề kinh tế. Dạ để anh chỗ dậy thì cái giai cấp mà gọi là middle class tức là những người mà trung lưu đó. Yeah. Họ sẽ nổi dậy, họ làm thành một cái đảng mới và họ lật đổ chế độ cộng sản. Dạ. Yeah. Chứ đó không xảy ra. Cái đám cộng sản ngày nó càng giàu đó. hơn đáng càng... cái vấn đề là ở chỗ đó. Cái vấn đề là 50 năm sau từ ngày Nixon mở cửa tới bây giờ. Như anh vừa trình bày đó là nó không phải như là các nhà gọi là chiến lược gia của Hoa Kỳ suy nghĩ rằng là nếu mà mang tư bản đến cho 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 Trung cộng mà biến Trung cộng thành một nước mà tư bản mà nó tạo ra được một cái gọi, gọi là cấp nhóm biệt, giai, cấp giai cấp khác đó, trung lưu đó trung lưu đó và giai cấp đó sẽ lập cái đảng khác sẽ lập một cái đảng khác và lật đổ cái chế độ độc tài nhưng mà họ quên được chuyện đến từng tháng thành cộng sản nó biến hình bây giờ nó trở thành là vấn đề đốc đảng để kiếm tiền đúng rồi như nhưng mà không phải chứ không phải đâu bảo là tôi là cộng sản tôi chia ra không có tài sản gì nó cả. không có cái chuyện đó bây giờ là tôi độc tài để tôi kiếm tiền dạ. và cái mã cộng sản để tôi kiếm tiền dạ. và khiến cho kiếm tiền thì các anh trung lưu nó lại chui vô cái thì đó cái vấn, vấn đề tiền. là như vậy cho nên á để biện luận cho cái hành động của mình trong cái nhưng mà phải nói một điều tư bản có lợi trong cái việc mà phát triển đất nước à, trong cái việc buôn bán với trung cộng rất nhiều Trung Cộng lợi dụng tư bản trong cái việc mà họ Dùng đổi những cái ngân sách những cái nhà băng dạ. tất những tất cả cái mọi thứ chế mà chúng ta cho phía các nước tự do đó dạ. họ cho uh, Trung Cộng ta không nghĩ là Trung Cộng sẽ theo họ dạ. và sẽ nổi dậy theo họ dạ. bằng mà, mà chúng ta thấy rõ ràng là sau cái vụ Thiên An Môn đến từng thắng đúng là các nhà lãnh đạo của chúng ta phải nhìn thấy sau cái vụ thi, Thiên An Môn đó là cộng sản là vẫn là cộng sản họ sẵn sàng bóp là bóp chính như vậy đó thưa thưa anh phủ và thưa quý khán giả các nhà chiến lược gia của Trung Cộng của Hoa Kỳ tự mình gọi như là bịt bắt mình vì những lợi nhuận lợi nhuận hàng hóa được sản xuất bởi lực lượng lao động giá rẻ ở Trung Cộng mang lợi nhuận quá nhiều về cho Hoa Kỳ mà cho tới cho nên họ không nghĩ, không nhìn ra cái việc như anh vừa trình bày ở cái vụ Thiên Môn 1989 nên nhớ rằng sau vụ Thiên Môn 1989 tổng thống Richard Nixon còn viết cái lá thư cho ông bố cha nói rằng là đừng làm quá mạnh tay mà chặt đứt luôn anh Trung Cộng ra khỏi cái cái cái, cái công của ông đó và dạ, cái công của ông đừng chặt nó ra khỏi cái gọi là cái nguồn máy cái global system cái 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 gọi là cái, cái vận hành toàn cầu về vấn đề tư, uh, kinh tế tư bản này chúng ta thấy đó từ sau cái vụ mà Thiên An Môn đến tận tháng ông yeah. Nixon ông nói là ông ông nói với Trung Cộng và chúng ta thấy từ sau theo môn Vũ lớn thứ nhì là ở một cái quốc gia gần như độc lập là Hồng Kông anh yeah. là một cái đất nước gọi là tự chí đó tại vì Trung Cộng đã ký với thế giới rồi đúng rồi vậy mà Trung Cộng vẫn có sách đào được anh dạ, đúng theo. là như thế cho nên á chính vì cái lá thư mà ông Richard Nixon cựu tổng thống Richard Nixon viết cho ông Busha cái lá thư đó vẫn còn nằm ở trong thư viện của ông Busha mà cái lá thư đó vẫn còn đăng nguyên văn ở trong cái cuốn sách hồi ký của Richard Nixon mà thì không có mạnh tay với Đặng Tư Bình. Và bây giờ, kính thưa quý khán giả, 50 năm sau, khi Richard Nixon nhìn lại, không hiểu rằng là ông nghĩ thế nào. Bây giờ, đang đứng trước tình hình của Ukraine. Nga là một mối đe dọa quân sự của Hoa Kỳ. Nhưng mà không phải, không bao giờ là một đối thủ kinh tế của Hoa Kỳ. Trong khi đó, chỉ có 50 năm, từ 1972 cho tới bây giờ, Trung Cộng đang trở thành một cường quốc đầu tiên thách thức Hoa Kỳ về cả hai khả năng thống trị của Mỹ trên cả lĩnh vực kinh tế và quân sự. Đúng và về vấn đề quân sự luôn và vấn đề kinh tế hiện giờ đó thì theo như vấn đề mà mà quân sự đó thì có lẽ chung cộng về vấn đề cái tiềm năng của vấn đề mà hải quân cũng như là tất cả những cái chuyện mà uh, về vấn đề mà tác chiến của Hoa Kỳ đó nha yeah. có lẽ là họ chỉ thua Hoa Kỳ vài chục năm thôi yeah. uh, nhưng mà cái quân số họ rất là đông và tiềm năng kinh tế họ rất là mạnh mạnh hơn hồi xưa nhiều mạnh hơn hồi 50 năm trước như Hưng Trường Thắng vừa mới nói anh Liên Xô đó bà bây giờ chuyển qua anh Putin đó thì yếu hơn là tại vì họ mất một số nước ở cái vùng mà mà phía giáp à, danh của họ yeah. à, Belarus, nè Ukraine nè, coi như là bây giờ chúng ta chưa biết là sẽ thuộc về ai yeah, yeah. À, Georgia nè chẳng hạn như Latvia một, Lát cả Lát cả một số nước hết. về vấn yeah. đề mà à, Đông Âu gần Đông Âu đó đã bị mất cho nên cái thế của anh anh liên xô đi xuống và trở yeah. thành anh nga yeah. anh nga là anh Putin bây giờ yeah. bây giờ Putin muốn chỗ dậy muốn trở thành như liên xô yeah. nhưng mà tiềm năng kinh tế thì không có không có anh Nga chỉ có hai thứ để bán thôi là khí đốt và dầu hỏa còn kính thưa nhã cái iPhone này đó là ráp ở đâu ráp ở Trung Cộng và tất cả đôi giày chúng ta mang á, về quần áo đâu Trung Cộng sản xuất không ai những đi những cái nhu cầu căn bản đó và mua ở Trung Cộng hết ngay cả cái khẩu trang mua cũng Trung Cộng có bây giờ chúng ta mua cái iPhone là ráp từ Nga không không có chính vì vậy cho nên người ta mới nói rằng bây giờ anh Nga đó chỉ là đối thủ là mối đe dọa quân sự thôi đối với Mỹ nhưng trung cộng là cái mối đe dọa về cả hai mặt kinh tế và quân sự đối với Hoa Kỳ đó mình nhìn là mình thấy là cái trung cộng cái mối đe dọa trung cộng nặng hơn chính vì nhưng vậy mà Putin hỗn hơn hỗn hổn... à, à, hỗn tức là tức là Putin dám làm hơn tức là anh anh giống như là anh gangster băng đảng đó. Dạ thắng. đúng rồi đó đó là gọi như là uh, godfather đó đúng dạ, rồi bố già đó đúng <laughs> bố già vâng trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay tôi xin mời quý giá theo dõi phần thông tin trong ngoài đại trường hình SPTN. chúng tôi xin trở lại trong là đoạn.